Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh YouTube của cô Điều Phước nha. Mọi người ơi, hôm nay là mình ăn cua. Thật ra thì mấy ngày nay á thì có một số bạn bè có nhắn tin với mình là hỏi là nói là sao là mình ở Cà Mau mà mình làm về đồ ăn mà tại sao không làm về cua. Thì hôm nay thì mình làm một cái mâm cua thiệt là chất lượng để cho mọi người xem ha. Cua này á là mình không phải cua gạch mọi người. Cái này là cua yến vuông, cua y. Cái gạch cứng của nó mọi người. Cái gạch mà đỏ mà nó cứng nhắc á. Thật ra cái gạch đó nó ăn rất là ngán, mình ăn khoảng chừng một con thôi là mình không ăn nổi nữa. Còn cái cua này á thì nó sẽ có gạch hơi á. Mình ăn nó rất là ngon, mình có thể ăn được mấy con, còn cái gạch kia là thua. Mình ăn nhiều á là mình giống như là mình bị say á. Mình không có ăn được cua đó. Mình cho mọi người xem nè. Con cua siêu to luôn. Ủa, có cái càng của nó nè. Ôi, cái càng quá sát siêu to. Bây giờ thì mình ăn thử cái càng nha. Xem nó có chắc không. Mình thì mình thích ăn cua này hơn mọi người. Cái thịt của nó rất là nhiều mà nó chắc nữa. ăn mà bé bể hết trơn rồi mọi người. Giờ thì mình ăn thử coi thịt của nó có chắc không nha. Mình mời mọi người ăn cùng mình nha. Thịt nó ngọt lắm mọi người. Quá ngon. Cái càng này nó cứng quá. Mình đập nó văng tùm lum tùm la chưa. Mình bớt không nổi luôn á. Bớt không nổi mà đập nó văng ra. Cái càng này nó cứng, nó khó mở quá mọi người. Thôi mình ăn thử cái con cua này. Con cua này mọi người nhìn thấy nè. Cua yến vuông mọi người. Mình thích ăn cua này hơn là cua gạch. Ô, nó cũng có gạch nè. Mà kiểu gạch nó chưa tới nha mọi người. Nó gạch chưa có nhiều. Nhưng mà nó vẫn có gạch nha. Đây mình cho mọi người xem. Để mình dạt bớt xong rồi mình cho mọi người xem. Mọi người. Wow. Đúng rồi. Nó khói, còn khói lên đó mọi người thấy khói không? Nó cũng có gạch nhưng mà nó không có gạch nhiều, không có đầy gạch bằng cái con cua gạch kia. Nó không có đầy gạch đó. Mình thích ăn cái này nè. Nó rất là ngon, nó béo. Ồ, cua quá trời chất lượng. Ngon quá. Vẫn có gạch nhưng mà không có đầy gạch hết mọi người. Cái đùi đầy thịt luôn. Không biết là hôm nay mình ăn được mấy con ha. Thật ra thì cua Cà Mau thì quá nổi tiếng rồi. Cua Cà Mau là ở đâu cũng vậy mọi người, nghe cua Cà Mau là biết là cua đó là ngon chất lượng. Ở chỗ của mình á thì mua cua ngon á là rất là dễ luôn mọi người. Tại vì đa số mà ở quê á, mọi người làm vuông á thì làm vuông nuôi tôm á mọi người, thì đa số là nhà nào cũng nuôi cua á, nên là mua rất là dễ. Mà nó rẻ nữa.
nó rẻ, ở chỗ khác thì mọi người mua nó mắc, rất là mắc luôn, nhất là cua gạch. Cua gạch với lại cua hai da á mọi người thì nó mắc. Mà ở đây thì mình mua thì nó mua được nó rẻ hơn, tại vì ở đây có luôn mà, với lại nhiều khi ở nhà cũng có nữa, tại nhà nuôi vuông á thì cũng có. Gạch nó cũng cứng ngắc luôn á. Mình ăn gạch này nhiều quá nó bị say mọi người ơi. Không biết là mọi người ăn gạch này có bị say không, chứ mình là mình ăn bị say á. Ăn nhiều là bị say. Hổng thể. Có rất là nhiều người nói luôn, hỏi sao không thấy ăn cua gì hết trơn vậy, ở Cà Mau không thấy ăn cua. Thật ra thì tại vì mình ăn thường xuyên nên mình thấy cái món này nó không có còn lạ nữa. Còn mọi người ở nơi khác á thì không có nuôi được đó, ăn muốn ăn là phải mua, cho nên là mọi người muốn mình làm clip về cua để mọi người xem. Ăn cua này có khi nào hồi gãy răng? Có khi nào hồi gãy răng? Hồi chiều á mọi người, mình ăn cua này nè, nên là phải đi mua cái cây kẹp nha. Ở nhà á mình ăn á, mình chỉ toàn là đập không à, mà đi lên đây mình đâu có đập được đâu. Mình mua cái cây kẹp đó, nhưng mà cuối cùng mọi người biết sao không? Hồi nãy cái càng này nè, cái càng này nè, nó bự quá, cuối cùng cũng phải lấy cái càng này đập luôn á, chứ đâu có kẹp vô được đâu. Kẹp nha, kẹp đâu nổi đâu, cứng quá. Cái càng nó cứng quá. Bự. Không phải cua gạch nhưng mà nó vẫn có gạch. Nè mọi người, mình lấy lên được miếng luôn. Quá béo luôn mọi người. Ngon quá. Giờ mình ăn thêm con. Đây. Cũng ít chiều. Cũng có gạch luôn mọi người ơi. Dạ mọi người, nó cũng có gạch. Gớt kìa. Wow. Còn khói lên đó mọi người. Mình vừa luộc xong là mình đem ra mình quay liền á. Còn khói luôn nè. Hồi nhỏ nhỏ mình hay nghe là nói là ăn cái này nè là không có bị đá dầm, mà không biết phải không nữa. Không có người vẫn ăn nha. Ở dưới quê á mình thấy nhà nào cũng nuôi cua hết chứ. Có thì nhiều khi trúng á thì có bán được nhiều, còn nếu mà không trúng á thì mình cũng có ăn.
ăn cua này mất thời gian quá mọi người, không thể nào ăn lẹ được. Mình không ăn bao tay thì nó dơ quá, mà ăn bao tay thì khó gỡ mấy cái này lắm, cho nên là vuốt tay không thôi. Mới có hai con mà đầy dĩa rồi mọi người, đầy một dĩa vỏ không. Con cua này nè, mình luộc á thì mình đâm cho nó chết á, nó không có bị gãy càng. Mình nói mình để là càng nó còn nguyên hết luôn mọi người, là mình đâm cho nó chết thì nó không bị gãy càng, còn mình để còn sống á. Có nhiều người thì không có dám đâm con cua, cho nên để sống được luôn thì cái càng nó ngớt ra chứ, càng với mấy cái ngoe nè, mấy cái ngoe nhỏ nhỏ với càng nó vụn ra. Mình thấy ở trên Sài Gòn đúng không rồi, thấy người ta bán á, người ta hay để cua Cà Mau mà bán diện con nhiêu mấy chục ngàn, nó là nhiêu đó, con nhiêu ta quên rồi, nó rất là rẻ luôn. Mình nghĩ đó không phải cua Cà Mau đâu, tại vì cua Cà Mau thì nổi tiếng ngon á, cho nên người ta dịnh theo cái tên đó rồi pha, người ta bán thôi, chứ mình nghĩ là chắc không phải cua Cà Mau, tại vì họ bán rất là rẻ. Mình ở đây mình còn không mua được giá đó nữa, thì làm sao mà đem lên tới trên đó bán mà nó được rẻ vậy. Thịt nó chắc. Bữa nay ăn cua là tới cua không mọi người. Bình thường á là mình ăn cua là khoảng 1-2 con là dữ lắm. Mình ăn mình sợ say gạch đó, cho nên là mình không ăn nhiều. Mình ăn chỉ 1-2 con mình nghĩ. Chứ lại mình ăn ít đó, nó ngon. Ăn nhiều quá nó cũng không ngon. Nó béo. Cái gạch vàng vàng này nè, nó béo hơn là cái gạch đỏ nè. Wow, cái con này nè. Ồ, cái gạch này là nó ngon dữ luôn mọi người. Coi nè, gạch cứng. Ủa, mình đâu có mua cua gạch đâu mà sao gạch dữ ta. Cái này là nó muốn như cua gạch luôn rồi đó mọi người. Cái gạch đỏ nó cứng nhắc luôn á. Ồ. Màu vàng rồi, màu đỏ, để mình để lên đây cho mọi người xem. Đó. Thấy ngon không? Mình thích ăn cái này nhất. Cái gạch màu vàng vàng đó. Nó béo cực kỳ luôn, nó béo mà nó không có ngán. Nãy giờ mình ăn cái con này là con thứ ba, mà cái con này là thịt ngon nhất, thịt nó quá dẻ. Cua này mình gan me để lên thêm một ít rau càng cua nữa, ăn xuất sắc luôn. Cái nước mà cái cua gan me á, mình nấu mà nó sạch sạch á, mình mua bánh mì mình chấm ăn cũng ngon lắm mọi người. Còn thôi thì mình xắt cái rau càng cua á, xắt ở dưới rồi xong rồi mình chế cái nước sốt cua gan me lên á. Ôi, ăn cái rau xuất sắc luôn, ngon. Cua này thì mình chỉ ăn không thôi, ăn chơi hoặc là mình nhậu này kia thì mình ăn thôi, chứ cái này ăn cơm ăn nó chứ quốc rồi, không
như nào mà ăn cơm mà ăn với cua mà ăn được một chén hết trơn. Tại Loan cua không có ăn cơm đâu. Hôm nay thì mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nếu như mọi người xem video của mình á mà thấy thích á thì cho mình một like với lại một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.